hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam nè, các bạn đã bước qua ngày thứ hai đầu tuần rồi Nhưng mà vẫn là cuối tuần tại Hoa Kỳ Nhưng mà hôm nay Thùng sẽ dành thời gian để mà tiếp tục chia sẻ với các bạn Một số những cái đề tài rất nổi bật trong video ngày hôm nay Thùng đã trở lại rồi các bạn Hai ngày hôm nay thì Thùng nghỉ ngơi một chút Nhưng mà team thì vẫn đăng những cái video ngắn Ở trên kênh Thuận Khắp Đồ Sốt Nhưng mà nào mà có thú đó Có thể xem và đăng ký ở bên trên kênh bên đó Để có thể nhận được những cái thông tin thú vị Và cái video nó sẽ ngắn hơn Nhưng mà hôm nay đó trước hết Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn những cái sự kiện lớn các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần này. Kế đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu nổi bật. À, và nếu như mà các bạn nhìn vào chứng khoán đó, thì bây giờ cũng chưa có gì để nói đâu các bạn. Tại vì chúng ta đã biết là thứ sáu đó kết thúc từ nhiều rồi là chỉ số Nasdaq tiếp tục xuống 0.61% nữa. Còn hai chỉ số còn lại đó thì xanh một chút các bạn. Nói chung, tôi nhìn rồi là một tuần mà không tốt cho thị trường chứng khoán nói chung. Cũng giống như là trong crypto chúng ta cũng thấy có một cái sự điều chỉnh. À, thông sẽ chia sẻ thêm những cái chi tiết với các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì vẫn chưa có biết thông tin gì liên quan đến chứng khoán đâu. Tại vì hôm nay vừa là chủ nhật chúng ta vẫn chưa có hợp đồng tương lai mở cửa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào BTC đó thì cuối tuần này như thế nào? Các bạn đã thấy được là BTC đó có một cái sự điều chỉnh trong vòng mấy ngày qua và xuống tới cái mức thấp đó là ngày thứ sáu các bạn, xuống tới mức là khoảng chừng 21.473. Nếu như mà chúng ta tính cái sự tăng trưởng gần đây của BTC đó lên tới 24.000 đô thì tăng trưởng đó nó cũng rất là đáng kể các bạn. Nếu mà chúng ta trở lại cái thời điểm là từ đầu năm tới bây giờ đi thì các bạn sẽ thấy được là nếu như chúng ta tính cái mức là ngày 1 tháng 1 chúng ta đã giá BTC là khoảng chừng là 16.500 đô đi lên tới cái mức cao là 24.000 đô thì trong thời gian từ năm tới bây giờ giá BTC đã tăng tổng cộng là 46% rồi các bạn. Nếu như chúng ta tính cái thời điểm là từ cái mức là 24.000 đô gần đây mà chúng ta trả về cái mức thấp ngày thứ sáu đó là khoảng 21.400 đô thì chúng ta đã có một cái đợt điều chỉnh mà nhiều bạn đã chờ đợi rồi đợt điều chỉnh này đó là khoảng chừng là 11 phần các bạn cũng không phải là sâu lắm nhiều bạn thì vẫn hy vọng là chúng ta có một đợt điều chỉnh sâu hơn với điều như mà nào mà đang trung bình giá mà hy vọng là giá xuống sâu hơn nữa nhưng mà sau đó thì các bạn thì được là giá cả cuối tuần này đó cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ bây giờ chúng ta đang ở mức là khoảng 22.000 đô đó là chúng ta nói riêng về BTC Phần còn, còn lại của crypto đây thì cũng tương tự thôi các bạn Nhưng mà chúng ta thấy được là vốn hóa thì vẫn hơn 1.000 tỷ đô la Những đồng khác đó thì trong vòng 24 giờ qua thì cũng như là BTC cũng có một cái sự hồi phục các bạn Chúng ta có Ethereum, chúng ta có BNB, chúng ta có XRP thì đều xanh nhẹ là một chút Trong vòng 24 giờ qua đó cái đồng mà tăng nhiều nhất chúng ta có Baby Dogecoin các bạn à, Sau đó chúng ta có Render tăng 18% và Lido tăng 9% cũng như là Zulika tăng 8.7 Solana thì cũng tương tự như vậy Còn xuống nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua đó cũng không có gì gọi là nhiều lắm đâu các bạn Chúng ta thấy được là có đồng xuống nhiều nhất đó, là đồng Bitgate token chỉ xuống có 4.7% mà thôi Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới một số những cái sự kiện lớn các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần này Nhưng mà đầu tiên hết đó, thường có một câu hỏi, à, thường muốn hỏi các bạn các bạn hãy nhìn đi chúng ta đang có một cây balloon đang bị kẹt trên chân nhà thì không biết thường có nên bán nó xuống hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới thôi giờ một chút thôi đây cũng là một chuyện đề tài mà gây nhiều sự tranh cãi hiện bây giờ rồi chúng ta hãy nói tới đầu tiên hết á, trong tuần này cũng giống như là hai tuần vừa qua chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái công ty lớn họ sẽ công bố quý 4 à, tài chính như thế nào và chúng ta cũng đã nghe những ngân hàng lớn chúng ta có những công ty công nghệ tuần vừa rồi như là Apple, Amazon vân vân tuần này đây cũng có một số những công ty nổi bật các bạn giống như là ngày thứ hai đó ngày mai chúng ta sẽ có công bố đến từ công ty Palantir ngày thứ ba đó chúng ta sẽ có những công ty như là airbnb các bạn coca cola và đặc biệt chúng ta sẽ có cái công bố đến từ new bank new bank là một ngân hàng mà cũng rất là thú vị tại vì đây là một ngân hàng mà rất là ủng hộ crypto và cũng cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto và gần đây chúng ta đã biết là new bank cũng muốn ra một token riêng Điều thú vị đó là Nubank này là một ngân hàng Không phải ngân hàng lớn các bạn Cũng là ngân hàng nhỏ mà thôi Nhưng mà đây là một ngân hàng Mà cũng được đầu tư một phần Đến từ công ty Berkshire Hathaway các bạn Đương nhiên đó là công ty đứng sau lưng Đó chính là Warren Buffett Và Joy Monger các bạn Thì đương nhiên Warren Buffett và Joy Monger là những người mà không thích crypto Nhưng mà cũng có một cổ phần ở trong ngân hàng Nubank Là một ngân hàng mà chuyên cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto các bạn Đó là cái điều thú vị ở đây Cũng giống như là đã nhiều năm rồi các bạn đã biết là Warren Buffett Thì lúc nào cũng nói là sẽ không thích vàng và không đầu tư vàng Nhưng mà bản thân của Berkshire Hathaway thì vẫn đầu tư một số công ty đào vàng các bạn Thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi Chúng ta thấy được là ngày thứ tư đó có những công ty lớn như là Roblox, Solify và Roku các bạn À, và SodaFi thì cũng có một cái mối quan hệ với là crypto, hình như là cũng chấp nhận thanh toán crypto. Thường nhớ là như vậy. Rồi chúng ta có ngày thứ năm đó những công ty như là DoorDash các bạn, à, thì là những công ty lớn và đây là những cái công ty mà thường cảm thấy là nó thú vị, thường sẽ chia sẻ những cái tài liệu với các bạn khi chúng ta có thêm thu nhập quý 4 của họ như thế nào. Một phần đó là một số những công ty này có cái mối quan hệ với crypto. Một phần nữa là ít nhiều gì đó những công ty này cũng sẽ cho chúng ta một cách nhìn về nền kinh tế ra sao. Chúng ta cần phải có nhiều nguồn các bạn, giống như là các bạn bạn nào mà không hoàn toàn tin tưởng vào những cái chỉ số như là chỉ số thất nghiệp hay là các bạn không tin tưởng vào chỉ số là phát CPI hay là các bạn không tin tưởng vào chỉ số GDP tổng sản lượng quốc nội thì chúng ta cũng sẽ nhìn những công ty này họ đưa ra cái thông báo của họ thu nhập ra sao và cách nhìn của họ từ đến cuối năm ra sao thì cũng cho chúng ta có thêm một cái nguồn thông tin là hiện bây giờ đây, nền kinh tế có thể đang ở trong trạng thái nào các bạn đó là những gì mình thường muốn chia sẻ trong tuần này nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn hết là chúng ta có một cái thông tin rất là lớn sẽ được công bố vào trong tuần này các bạn đó chính là công bố vào đúng ngày 14 tháng 2 các bạn à, đó là cái tài liệu liên quan tới CPI thì CPI là cái tài liệu liên quan đến phần trăm lạm phát sẽ được công bố vào ngày 14 có nghĩa là trong tuần này chúng ta sẽ có thông tin đó vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali các bạn và ở Việt Nam đó thì sẽ là 8 giờ rưỡi tối và chúng ta sẽ thấy được là tháng cũ đó, CPI đã xuống một cái mức làm cho nhiều bất ngờ, đó chính là xuống rất là sâu các bạn, xuống tới mức là 6.5%. 6.5 đương nhiên là một cái con số phần trăm lạm phát vẫn rất là cao và rất là cách xa cái mức 2% như Fed muốn. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là chúng ta đã đi xuống từ mức là 9.1% cách đi vài tháng bây giờ đã xuống tới 6.5 rồi thì lạm phát đang nguội lại với tốc độ cũng rất là nhanh và bây giờ đó thì ước tính phần trăm lạm phát sẽ xuống còn 6.2% điều này rất là quan trọng tại vì phần trăm lạm phát đã xuống tới mức nào thì sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình của thị trường tài chính nói chung tại vì phần trăm lạm phát là một trong những yếu tố dẫn đến là Fed sẽ có quyết định gì liên quan tới lãi suất cũng như là liên quan đến nguồn tiền các bạn nhưng bây giờ đó thì Fed thì luôn nói là chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu là nhiều người thất nghiệp, vẫn chưa thấy dấu hiệu là nền kinh tế đó thực sự đi vào suy thoái thì họ cũng không có quan tâm nhiều đến cái phần đó tại vì cũng chưa đến mức mà họ quan tâm. Tại vì các bạn đã biết là cục chi tiền của Hoa Kỳ đó là Fed thì chỉ quan tâm đến hai điều mà thôi. Thứ nhất đó chính là phần trăm thất nghiệp, thứ nhì đó chính là chỉ số lạm phát. Thì nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy chỉ số lạm phát ngủ lại đó thì khả năng là Fed sẽ có cái suy nghĩ bồ câu hơn và quay đầu sớm hơn nếu như mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát mà ngưng hay là không tiếp tục ngồi lại nữa đó thì có khả năng là fed sẽ giữ lãi suất cao nhiều hơn nữa nhất là khi chúng ta vẫn chưa thấy cái sự ảnh hưởng đến trực tiếp À, liên quan đến nền kinh tế hay là vẫn chưa thấy nhiều người thất nghiệp thì Fed lại sẽ mạnh tay hơn nữa. Cho nên rất nhiều người quan tâm đến chỉ số CPI và chúng ta sẽ biết vào ngày 14 tháng 2 đó chính là ngày lễ Valentine các bạn. Cho nên thường mới nói là Valentine năm nay à, chúng ta lại sẽ ăn tối với nến các bạn. Nhưng mà <laughs> ăn tối với nến như thế nào thì tùy theo con số CPI ra sao Nếu như mà các bạn hỏi Thuận là Thuận có nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ tiếp tục giảm nữa hay là không đó, Thì Thuận chỉ có thể dựa vào một trong những tài liệu mà chúng ta đã xem cả năm nay rồi các bạn Đó chính là cái tài liệu đến từ Truflation Nhưng mà đã biết đây là một cái tài liệu mà công ty tư nhân này họ thu thập 30 dữ liệu khác nhau để xem coi là phần trăm lạm phát ra sao và họ tự tính toán phần trăm lạm phát của họ. Phần trăm lạm phát này đã không có tương ứng với lại cái phần trăm lạm phát chính thức À, được công bố bởi uh, bộ tư liệu lao động các bạn. Nhưng mà ít nhiều gì nó cũng sẽ cho chúng ta biết được là cái xu hướng lạm phát như thế nào. Và những bạn nào mà theo dõi kênh này một năm qua hay là hơn một năm qua cũng đã biết đây là một trong những cái tài liệu mà cũng có cái độ chính xác nó cũng rất là cao các bạn. Chúng ta không nói tới phần trăm nhưng mà chúng ta nói đến là cái xu hướng là tăng hay là giảm thì uh, từ trước tới bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có bị thất vọng bởi cái tài liệu này thì nếu chúng ta tính tài liệu này trong vòng một tháng qua đó thì một tháng trước chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát tính từ inflation là khoảng 599% tính tới thì đến bây giờ là 526 thì xu hướng vẫn là cái xu hướng giảm cái mà chúng ta hoàn toàn không có rõ đó là xu hướng có thể là giảm nhưng mà có giảm tới cái mức là 6.2% như là nhiều người chờ đợi hay là không nếu như mà chúng ta thấy được là chỉ số CPI có thể là giảm từ 6.5 nhưng mà không giảm à, về mức 6.2 đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được một màu đỏ xuất hiện khắp nơi luôn các bạn. Nếu như chúng ta thấy được phần trăm lạm phát ở mức là 6.2 hay là giảm xuống dưới mức đó thì à, chúng ta sẽ thấy được nhiều màu xanh xuất hiện. Đó là những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận hiện bây giờ liên quan đến những gì có thể xảy ra vào ngày 14 tháng 2 các bạn. Ngày lễ Valentine nghĩa là ngày thứ ba trong tuần này, ngày Hoa Kỳ. Nhưng mà nào mà muốn biết khi nào chúng ta mới biết những thông tin như là phần trăm à, lạm phát CPI đây các bạn có thể lên trang web là bls .gov, gov các bạn rồi slash CPI hay là các bạn có thể đơn giản là Google US Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index thì các bạn sẽ có cái thông tin đó và bên dưới này đây các bạn sẽ thấy được là họ để là next release ngày kế tiếp sẽ ra thông báo là ngày mấy các bạn thấy được ngày kế tiếp đó chính là ngày 14 tháng 2 khi mà có thông báo ngày 14 tháng 2 rồi đó họ sẽ để ngày kế tiếp để thông báo là ngày nào ở đây để các bạn có thể theo dõi ngoại trừ lời thông tin liên quan tới cpi ra ra thì các bạn sẽ thấy được là bên dưới này chúng ta cũng có một số những cái À, tài liệu như là liên quan tới retail sales có nghĩa là những cái tài liệu bán hàng của những công ty bán lẻ ra sao chúng ta cũng có những cái tài liệu có ngày thứ năm đó liên quan tới building permit đây có nghĩa là cái giấy cấp phép để mà xây nhà đó là con số đó là bao nhiêu chúng ta cũng có cái tài liệu cũng ngày thứ năm trong tuần này đó đó là tài liệu đến từ Fed liên quan đến sản xuất các bạn Manufacturing Survey Thì đây là những cái tài liệu mà sẽ cho chúng ta có thêm cách nhìn về nền kinh tế của Hoa Kỳ ra sao Và đương nhiên cách nhìn của Fed về nền kinh tế ra sao sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định liên quan tới lãi suất và dòng tiền của Fed và nếu chúng ta nói tới nền kinh tế Hoa Kỳ đó thì hiện bây giờ Fed nghĩ là trong quý 1 này đó chúng ta đang tốt hay là đang xấu thì các bạn có thể nhìn vào một trong những trang web đó chính là trang web của Fed Atlanta các bạn và đây là cái phần là GDP Now họ đang đưa ra một cái ước tính xem coi là kết thúc quý 1 này đó những gì họ có cho đến ngày hôm nay À, thì sẽ cho thấy nền kinh tế ở Hoa Kỳ sẽ mở rộng hay là đang thu hẹp lại thì chúng ta thấy được là GDP bây giờ ước tính là 2.2% có nghĩa là những gì mà họ biết từ đầu năm tới bây giờ đương nhiên là quý 1 vẫn chưa kết thúc các bạn phải đợi tới cuối tháng 3 mới kết thúc quý 1 nhưng mà ngay thời điểm bây giờ nếu như các bạn hỏi Fed ấy, thì họ vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có một cái quý 1 coi như là cũng tương đối tốt các bạn nền kinh tế cũng sẽ vẫn tăng trưởng tuy là chậm nhưng mà sẽ vẫn tăng 2.2% đó là những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến những sự kiện lớn trong tuần này mà chúng ta cần phải quan tâm đến tuần này lại sẽ là một tuần mà rất là sôi động các bạn tôi như rồi là một tuần mà chúng ta cũng không có nhiều những cái thông tin lớn nhưng mà tuần này lại một lần nữa chúng ta sẽ chờ đợi rất nhiều những thông tin và tôi nghĩ là thị trường lại sẽ rất là dao động trong tuần này bây giờ tôi sẽ chuyển qua nói tới một cái chỉ số khác mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến và Thùng sẽ chia sẻ với các bạn một dẫn chứng là tại sao các bạn cần phải quan tâm chỉ số này đây chính là chỉ số DXY các bạn đây là chỉ số đo lường cái sức mạnh của đồng đô la với một số những đồng lớn khác như là chúng ta nói là đồng đô la so với lại bảng Anh, đô la so với đồng yên, đô la so với euro đó thì đồng đô la bây giờ đang mạnh hay là đang yếu thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đồng đô la một lần nữa đó lại từ từ mạnh lên các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được trong vòng một tháng qua thì chúng ta đã thấy được là sức mạnh của đồng đô la đó dựa theo chỉ số DXY thì cũng đã giảm xuống rồi và giảm xuống cái mức là 101.22 các bạn nhưng mà sau đó thì chúng ta lại thấy được là từ đầu tháng 2 tới bây giờ đó một lần nữa chúng ta thấy chỉ số DXY này tăng lên bây giờ mức là 103.58 các bạn đồng đô la một lần nữa sức mạnh lại từ từ tăng lên so với những đồng khác thì đương nhiên khi chúng ta nhìn thấy cái thông tin này đó đồng nghĩa là khi mà đồng đô la mạnh có khả năng là nhiều người sẽ lưu trữ đồng đô la mà họ không lưu trữ những đồng khác và khi chúng ta nhìn vào chỉ số dxy nó, nó ảnh hưởng rất là lớn với nền kinh tế à, chúng ta sẽ không nói tới là các bạn trade forex sử dụng dxy để làm gì chúng ta sẽ nói tới nền kinh tế thì khi mà các bạn thấy được đồng đô la mạnh đó, thì không hẳn là tốt đâu không phải quốc gia nào cũng muốn đồng của họ mạnh các bạn thật ra nhiều quốc gia muốn đồng của họ yếu tại vì khi mà các bạn thấy được là đồng đô la mạnh thì nếu như các bạn là một người đi du lịch ở hoa kỳ đi tới những quốc gia khác thì đương nhiên các bạn thích đồng đô la mạnh tại vì các bạn có thể lấy đồng đô la đổi ra những cái đồng địa phương thì có được nhiều tiền hơn hay là các bạn là một công ty mà đang nhập khẩu thì đương nhiên các bạn muốn đồng đô la mạnh rồi tại vì khi mà đồng đô la mạnh thì các bạn có thể là nhập được nhiều hàng hơn cùng một số tiền nhưng mà ngược lại khi các bạn là một công ty xuất khẩu đó thì hoàn toàn không tốt đâu tại vì khi các bạn là một công ty mà xuất khẩu hay là các bạn là một công ty mà cạnh tranh với những cái quốc gia khác như các bạn là apple các bạn là google các bạn là microsoft đi hay là các bạn à, là những công ty mà sản xuất máy móc thì các bạn sẽ cạnh tranh với những quốc gia khác thì khi đồng đô la mạnh á, cũng đồng nghĩa là các bạn à, sẽ yếu thế hơn những người khác tại vì những quốc gia khác khi mà họ nhập hàng đó thì họ phải trả nhiều tiền hơn tại đồng đô la đang mạnh cho nên DXY đồng chỉ số mà nó thường có cái phản ứng ngược với lại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nghĩa là chứng khoán tốt đó, thì DXY sẽ giảm xuống bằng ngược lại và DXY cũng có một cái sự ảnh hưởng đối với lại BTC có thể là chúng ta hay nói tới điều này nhưng mà thuận chưa có chia sẻ dẫn chứng với các bạn nhưng mà chúng đã tìm được một người trên Tradingview view đó đã vẽ hai cái đường đường bên trên này là giá của btc cái đường màu vàng các bạn thấy đó chính là chỉ số DXY trong từng thời điểm là chỉ số này ra sao các bạn chỉ rất là thú vị khi mà thùng bấm cái nút play đó để các bạn thấy được là chỉ số này tới bây giờ ra sao Thì đừng nói chi xa các bạn chúng ta sẽ nói tới gần đây thôi Khi mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm mà giá của BTC năm 2021 đó đạt cái mức là 63.000 đô vào thời điểm là khoảng chừng là tháng 5 của năm đó và chúng ta thấy được là sau đó thì BTC đạt được cái mức là 69.000 đô khoảng chừng là cuối tháng 10 của năm 2021 thì các bạn thấy được là đây là hai điểm trên màn hình thì khi bạn so sánh với lại cái đường màu vàng bên dưới này đó thì những cái lúc mà chúng ta thấy được là giá BTC đạt cái mức cao giống như là chúng ta nói tới là tháng 5 của năm 2021 lúc mà các bạn thấy giá đạt được cái mức 63.000 đô đó thì lúc đó chỉ số DXY là 92 điểm các bạn rất là thấp và nếu chúng ta nhìn vào cây thời điểm mà giá của BTC lên tới 69.000 đô đó thì lúc đó chỉ số DXY này mức là 94 điểm các bạn cũng rất là thấp luôn thấp hơn cái mức hiện bây giờ và những lúc mà các bạn thấy được là giá của BTC ở cái mức uh, mà thấp đó thì chỉ số DXY lại có cái sự tăng lên các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái xu hướng của DXY và BTC đó thì là cái xu hướng âm các bạn. Không phải là âm ngay lập tức nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cũng có rất nhiều dẫn chứng giống như chúng ta nhìn vào thời điểm mà BTC ở cái mức thấp năm 2000 2018 các bạn Cuối năm đó khi mà BTC xuống chỉ còn có 3.000 mấy đó Thì các bạn hiểu lúc đó là gì? Lúc đó là lúc mà DXY tăng lên các bạn à, Cũng tương tự khi chúng ta nhìn vào cái thời điểm năm 2020 Lúc mà dịch bệnh mới xảy ra đó Khi mà BTC đột ngột giảm xuống là từ hơn 10.000 đô Giảm xuống chỉ còn có khoảng chừng 5.000 đô thôi Lúc đó các bạn cũng thấy được điều gì? Chỉ số DXY này tăng lên Đồng đô la mạnh những thời điểm đó Và các bạn có thể nhìn vào lịch sử Và điều này đó là điều thường xuyên xảy ra nếu chúng ta nói tới chỉ số DXY ảnh hưởng đến chứng khoán Hoa Kỳ thì cũng dễ hiểu tại vì liên quan tới xuất khẩu nhập khẩu và cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập của công ty và nhất những công ty nào mà họ bán mặt hàng bên ngoài đó các bạn có nghĩ đi giống như là Apple họ bán điện thoại của họ sau đó họ thu tiền về giống như là họ bán điện thoại cho Việt Nam đi khi mà họ thu tiền về họ bán đương nhiên là bán bằng tiền Việt Nam rồi nhưng mà khi mà họ quy đổi ra đồng đô la mà đồng đô la đang mạnh đó, thì họ sẽ không đổi được nhiều đồng đô la các bạn thì sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của họ khi mà tính ra đô la thì điều này cũng dễ hiểu tại sao mà dxy thường có cái tương quan âm với lại chứng khoán hoa kỳ nhưng mà cái mà thuận nghĩ rất là nhiều tại sao mà dxy lại tương quan âm đối với lại giá của btc đó là điều mà thuận khó hiểu hơn ở đây tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là lịch sử là như vậy nhưng mà lý do thực sự ra sao đó thì cũng rất là khó nói các bạn tại vì có khả năng là khi mà btc ở cái mức cao đó đó là những lúc mà những nhà đầu tư chấp nhận nguy hiểm cao thì họ sẽ không có muốn lưu trữ trái phiếu của hoa kỳ họ không có muốn lưu trữ nhiều đồng đô la mà họ muốn dùng tiền của mình để đầu tư có thể lúc đó là những lúc mà họ bán đồng đô la để mà đầu tư thì dẫn đến là đồng đô la chỉ số dxy này giảm xuống và ngược lại thì cũng có thể các bạn những lúc mà thị trường không được tốt thì người ta muốn lưu trữ tiền mặt dẫn đến nhu cầu lưu trữ đồng đô la cao hơn thì cũng có thể nhưng mà nhưng mà nào mà có suy nghĩ gì hãy comment ở bên dưới Thường chỉ muốn dành một ít thời gian để cho các bạn thấy được là cái sự tương quan liên quan đến chỉ số DXY và giá cả của BTC như thế nào mà thôi cho nên chúng ta thường hay quan tâm đến chỉ số này và thường thường hay chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn muốn thấy tình hình của những cổ phiếu của BTC có sự tăng trưởng đó thì thường chúng ta muốn thấy chỉ số DXY này tiếp tục giảm xuống cho nên các bạn không thấy là nhiều bạn mà thích phân tích kỹ thuật đó thì cũng thường hay phân tích kỹ thuật chỉ số DXY này nhưng mà nó cũng không có đơn giản như vậy các bạn tại vì chỉ số DXY này là không có đơn giản như là chúng ta dùng phân tích kỹ thuật được tại vì nó phụ thuộc vào rất nhiều điều không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ đó Fed có những quyết định gì mà những cái quốc gia khác quyết định gì cũng ảnh hưởng đến chỉ số DXY này luôn giống như là các bạn thấy được là có thể là Fed quyết định là ngưng tăng lãi suất ở một thời điểm nào đó nhưng mà ngân hàng trung ương châu Âu hay là ở nước Anh thì vẫn chưa có ngưng họ tiếp tục tăng lãi suất nữa thì cũng sẽ dẫn đến chỉ số này có xuống đi xuống cho nên chúng ta cần phải thấy được cả hai chiều của bạn ở Hoa Kỳ đang làm gì và những quốc gia khác đó nhưng hàng chứng minh của họ đang làm gì thì chúng ta mới có thể có được một cái nhìn tổng quát về DXY.